xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Du ở đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với Stick World Legacy. Thì trước video các bạn nhớ để cho mình một like, một share và đăng ký nha. Ok. À. Oh. Oh. À. Ok, cũng là chắc hôm nay mình sẽ làm về người khổng lồ anh em nhá. Thì đầu tiên là khổng lồ mọt đin. Ok, em phải đây. Kìa, sao trò chơi lại đối xử xấu với mình thế? Ok được rồi. À quên, đang ấy mà. Đấy, hộ lần trận trước gọi là lên full chi mạng mà anh em nhờ. Đấy, úi dồi. Đông thì phải nói là thôi, con nhà vào rồi luôn nhá. Chơi con này thì nó khá là phê. Từ từ, âm lượng to hơi tí. Ok, có vẻ như âm thanh nghe cũng rất là đều. Rồi được rồi, nói chung thì là như thế. Ê, chết, tăng lên. Rồi thử giảm đi em ạ. Rồi, đấy, binh đoàn rất là đông. Team địch sẽ có gian bot. Anh em đoán xem một con gian bot thì có thể ăn lại được bao nhiêu con này? Hai con gian bot luôn nhá. 1, 2, 3, 4. Ơi, chết cha rồi. Nhầm. Không sao. Chú phụ phụ em, chú phụ em. 2, 3, 4. Đấy. Ủa ôi, quên mất team mình đang bật ultimate mà tìm sao nó ăn lại được. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mười bốn một, bốn hai, ba, bốn bốn, bốn năm, sáu, bảy, tám, tám, chín, năm, mười. 50 con này anh em ạ, team mình sẽ có 2 con gian bot. Mình đang suy nghĩ xem là liệu 2 con gian bot thì có thể ăn được 50 con người khổng lồ không? Đây vẫn là điều một ẩn số. Anh em nên nhớ con gian bot nó khỏe vãi cực cứt. Nhìn nè. Ui, một dẫm của nó thì thôi. Thốn lên óc đi em ạ. Đấy, ui dồi, đông đấy, khỏe đấy nhờ. Nhưng bên anh nó hơi bị đông. Đấy, nó gõ rồi thì vỡ. Còn cái nịt nhá. Đấy, còn cái nịt này đấy, đúng chưa? Còn cái nịt này. Xin cái tuổi ngay nhá. Xin cái tuổi ngay. Phải nói là hai dàn vỡ chết cha rồi, nó chưa chết cơ. Hai dàn vỡ gọi là không có tuổi nhá. Không có tuổi. Hai dàn vỡ không có tuổi, hiểu chưa? Làm gì có tuổi mà đòi ăn. Lô của anh sởi lại rồi. Hút máu lên. Lần này chơi hẳn 1, 2, 3, 4, 5 gian bot luôn nhá. Team mày tăng thêm ít dần nữa. Tăng thêm vài con nữa. 5 gian bot luôn. Chơi khô luôn nhá. Ở sao mới có 4 con này. Con đi đâu. Ây à, cũng đau. Cũng đau đấy nhờ. 5 con ở đây, con cuối này. Sợ gì va chạm, ngại gì va chạm anh em nhé. Cứ sợ. Nhờn. Bọn này nó không dẫm thì tuổi gì ăn mình nhá. Đấy, nó không dẫm thì nó không đau rồi này mà. Đấy, nhưng mà đến lúc nó dẫm rồi, nó dẫm đau quá. Ok, trận chiến đã diễn ra rất khốc liệt. Team mình thắng rồi, chắc rồi, team mình đông như thế cơ mà. Ơ kìa, nó ăn kìa. Không được rồi. No. Nhanh, quân hộ vệ đâu? Hay. Nào, giáo đâu? Cung đâu? Kiếm đâu? Ra mặt, nhanh. Ghi diệt con này nhanh, ui sợi. Ui, non. Vixity non. Vixity non, nhờ. Nổ đi, tăng. Ok. Xinh, Hasagi. À đây, lần này mình sẽ chơi thử cái này nhá. Đây, đợi tí. Thoát ra. Quên, đợi một tí em ạ. Đây, thoát ra. Kho này, đây, chính trang phục, đây chính sang đồ Underdead. Đấy, nhìn ở góc này anh em mới nhìn kỹ được cái bộ đồ của nó. Thực ra bộ của này còn có một cái gầu mồm ở đây, nhưng mà nhìn ở đây mình sẽ không thấy được cái này mà có cái gầu mồm ấy. Và đồ mắc cà rồng này lúc đầu nhìn như này, ở đây nó có một cái sừng chứ không phải là nhìn nó tròn tròn như cục kích nên mình lừa mình nhìn tròn tròn như cục kích. Đây thì con này thì quá nhìn rõ rồi. Đầu con này thì không có gì đặc biệt, con này thì cũng vậy.
Qua lại thì cũng như thế, có mỗi đầu quân ba cà rồng là hơi khó nhìn thôi. Ok được gọi, chiến nào. Đấy, mình sẽ thử cho đây nhá. Mình sẽ cho này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Tất cả các con đều 4 thì liệu có thể tiêu diệt được gian boss không? Đây vẫn là điều bí của nhà bạn. Đam tăng lên 1 tỷ, rồi sau đó sẽ điều khiển con cầm cung. Ta lăng tăng 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 tăng. Anh không bắn chú, anh bắn cái tường ở đấy. Wow, em nhìn này, con này cầm cung chĩa xuống đất này. Quá là điều bình thường luôn. Kiểu ta sẽ cầm cung cho chém chúng mày. Đù, đẹp con khí à anh này. Thanh niên này tự mình oai với đời đấy. Tự mình oai đời này. Oai đi. Oai với đời, nó chưa kịp chạm một người đã ngã rồi. Và đây là trận chiến giữa gian boss và minh đoàn 4-4-4-4-4. Và 4 số 4 nghe rất là oai. Minh đoàn 4 số 4. Ôi, nó đập cho phát chết sạch á. Chết với bạo thủy rồi. Không sao, không sao, kiếm sĩ còn rất là đông. Zombie sao biết ném này. Ôi thôi, quả này lui là thắng rồi. Không cần đập nhau lên mà. Ây da, minh gian boss khô máu ấy à. Mẹ anh à, lò máu chiến quá, máu chiến quá. À, chuẩn bị kéo này nè mọi người. Empire đấy thì chạy hơi mỏi chân. Đấy, đứng gần nhà thì cũng sao, đứng xa nhà thì này là một vấn. Còn nhà và đê đê vần đê vần đê vần đê. Ok nè mọi người. Rồi được gọi. Tu 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 tu. Oh yeah, baby. Ok, giờ chúng ta sẽ chơi một binh đoàn gian boss. Đó lộn. Phải gọi là gian thường. Đấy, ok, ngươi không lo. Đấy, đấu với một binh đoàn gì đó. Ngươi khổng lồ phải tăng đam gấp 10 nhá. Và mình sẽ cho nó khổng lồ lên. Đấy. Đứng nghĩa đèn. 1, 2, 3, 4. Đấy, giờ đấy, một binh đoàn khổng lồ luôn. To à, 4 đẳng thủ lĩnh luôn. Và team địch sẽ có, à team mình phải đông lên tí nữa. Đấy, mình phải đông lên tí nữa. Team địch thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 con giàn boss này mà. Anh em đừng khinh thường 20 con giàn boss. Nhìn nó hơi đông vậy thôi, chứ thực ra nó cũng khỏe đấy. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, em xin lỗi. Ôi giời, thanh niên của mình đã hẹo rồi. Đó, nhưng mà team bi mình đang tăng gấp đôi mà. Làm càng mà, làm càng mà. Team mình được làm càng mà. Xem nào, liệu 20 chàng con có thể ăn được điện đội làm càng của mình không? Ui, ngọn. Ô, mình không ngờ là, mình không ngờ là cái bọn, mình không nghĩ rằng là cái bọn zombie kia nó sẽ có thể đông đến như vậy nè mà. Ok, ok, ok. Nếu như vậy thì sẽ rất là vui đây, sẽ rất là vui đây. Bây giờ cho team địch cũng rất nhiều gian boss nhá. Không cần biết là bao nhiêu đâu các bạn ạ. Ok được rồi, rồi được rồi. Team địch bút thêm nhầm một chữ, sợ là không ăn được bọn gian boss này. Oh shit, not good. Nào, đam tăng gấp đôi mà. À, đam tăng gấp 10 mà. Ui ôi ôi. Trời ơi, nát thì mình chết vài chục đứa rồi kìa. Sao kìa, ok ok, nhờn nhờn. Ui đam yếu quá, đam yếu quá. Tăng cường số lượng quân lên. Bánh đi, bắn đi, đúng rồi bắn đi. Kiếm sĩ đâu, ra chém nó đi. Đúng rồi kiếm sĩ đâu, nhanh 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 nhanh. Ra chém nó đi, ơ kìa kiếm sĩ đâu. Yếu thế, kiếm sĩ yếu thế. Không 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 không. Không, phù thủy phù thủy, nó đi, đúng rồi đúng rồi. Tuổi 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 non non non. Big City non non. Uầy, zombie khỏe thế. Nhưng mà toàn bọn zombie đến gần này. Tí còn kia giặt bót nó ra, đập chữ đầu. Chết cả đám. Máu cho anh em nhá. Hình như búp
máu có tác dụng cho bọn zombie đấy. Ôi, bọn này não bé quá anh em ạ. Bọn này não bé quá. Nó cứ đứng sát đấy thì sẽ tăng tốc độ đánh cho gian boss này. Hai hai hai. Nhân. Thế nào? Nhân này, nhân này. Ok ok. Ngay lúc này. Mình sẽ triệu hồi. Mình sẽ chơi cái giáo án mà ngày xưa mình hay chơi để được úp toàn được sức mạnh nha mà. Đấy. Ngày xưa mình hay chơi kiểu kiểu này này. Ngày xưa mình hay chơi kiểu kiểu này này. Đấy, chạy tà lông cho nó. Người chú ý con đấy, đấy là chạy tà lăng, ta lăng, ta lăng. Ơ, đến lúc mình chết thì mình sẽ triệu hồi ra một con và mình sẽ quay vào. Đấy, giáo án, đấy. Sợi, thông minh quá. Rồi, không hiểu tại sao trong tất cả mọi con có mỗi con này trâu nhất sau con này đấy. Cùng chung một giống nhưng khác giả. Đen. Đen. This ends now. Ok ok. Wow, cảm ơn bạn đã đánh bại tôi một lần nữa. Thật là một lời khen thú vị nha. Ok ok, giờ mình sẽ đổi skin đấy. Đổi skin sang Lava Wuva. Lava Wuva. Lava Wuva. Lava Wuva. Lava Wuva. Lava Wuva. Wait a minute, who are you? Lần này chúng ta sẽ có một chiến trận rất là căng thẳng. Giữa hai bên đỏ như máu và trắng như tuyết, tóc đen như Hu Moon. Vâng, con kia mặc dù nhìn rất là giống kiểu như là một cái loại gì đó đẳng cấp các thứ, nhưng mà khổng lồ tin nó chỉ là khổng lồ bình thường thôi nhá. Để xem liệu khổng lồ bình thường số lượng mặc dù đông hơn nhưng khổng lồ của mình được sơn súng đấy, sơn súng tăng đam, tăng gấp 10 lần đam đấy, tăng lên số lượng, tăng lên số lượng cho tin nó này đấy. Thì nó rất đông như này, còn đợt 2 nữa này, đấy, rất đông nữa. Nó không thể nào cản bước được 3 cây mình, đấy, rồi. Tim mình phải nói là khổng lồ nạp cạc khỏe quá. Đây, hãy nạp cạc, bởi vì nó tăng đam. Mình sẽ phải điều khiển một con, điều khiển một con, điều khiển một con, đây rồi. Xin vĩnh biệt cô tim mạng nhá. Một dẫm của mình chắc cỡ ngang con rắn boss đấy nhở. Xem nào. Ui, hơn luôn này. Đấy này, đập phát này. Ui, đấy, K2 máu như thế này sao mà đỡ được cơ cơ. Lại quả nữa này. Đấy, lên dẫm một phát thôi là về đấy. Chờ hồi lại dẫm tiếp. Đây là cái kế sách của mình đấy. Lại gần chờ cho chúng bâu đông một tí này. Rồi, ui giời. Đầu quay này kinh đấy nhỉ. Tí mình dụ bọn nó lên như cục như thế này này, rồi sau đó mình dẫm cho một phát. Đấy. Kiểu kiểu như này này, bây giờ mình dẫm cho nó một phát thì phê nhức nách. Dẫm một phát này. Cay. Cay, bây giờ mình sẽ tăng tốc đánh lên anh em nhá. Thôi, anh đẹp trai, anh đẹp trai. Anh đang ở nơi đâu? 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 Quên. Đấy, nhưng mà sao? Là con này là skin VIP hơn. Đấy, skin không VIP hơn lắm nhưng mà được tăng tốc đánh nhưng mà skin tăng tốc đánh tăng đam. Đam giảm số còn 5 thôi nhưng mà tăng tốc đánh. Đấy. Nó VIP khỏe được chưa? Rồi, là cho. Quả này chấp được chục thằng gian boss nhá. Chấp chục thằng gian boss nhá. Kìa, tìm bạn thấy gian boss hồ hởi đẩy lên kìa. Hồ hởi đẩy lên kìa. Đấy, đang một vùng lắm cấp đôi nhưng mà tốc độ đánh lại tăng lên 10 đấy. Quả này chấp chục thằng gian boss nhá. Ở trên đó rồi. Đấy như tìm bạn ăn cướp. Xin lỗi đại ca, làm gì căng nhở, làm gì căng nhở. Ôi là làm gì căng. Nó dẫm xa quá anh em ạ. Đấy, mình cũng rất là khỏe nhá. Úi dồi, mình vừa đánh xong rồi. Rồi, có một con đánh. Ui, mẹ, mình điều khiển, không kịp điều khiển.
khẽ nút gạo. À, né 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 chiều né chiều né chiều né chiều. Ui, không ăn thua kìa em ơi. Con rắn vuốt nó khỏe quá, đàn to quá. Ui dạ nhờn nhờn, bọn anh không vượt ăn được nó thì thôi nè. Ok à, thế thế. Phép thuật quân, ân trang tích. Ta làm gì cú sỏi đàm rất là to. Ui da, ây da. Chào cho em được hướng anh hai. Chào được hướng anh hai. Ok đi rồi. Cơ hội của Gian ra đây rồi. Gian sẽ là vị cứu tinh. Đất cứu tinh. Đất cứu tinh. Đây rồi. Xin vĩnh biệt cô. Nhờn nhờn. Lần này có bọn zombie nhắm xít rồi. Thì con Gian mốt bên trong ấy. Không an toàn nhá. Ây da. Đau đây nhờ. Hồi máu phát. Hồi máu cho zombie tìm mình được cái luôn đây nè. Ây à, bọn này não ngắn quá. Ui giời ơi. Lai phải để anh ra tay à? Hả? Chúng mày không biết là thế nào gọi là không để anh ra tay hả? Lai phải để anh ra tay rồi. Vỡ bô lộ bộ vỡ cờ lời đó. Bô lộ ghi bà lý vũ tu lý cháu. Ok à, nhu ấy bay li quá cả tù tỉ ní chiên bay nhu ấy có xe tìm mình có đánh được vào trong này không? Ơ cả không bắn được này. Ô bắn không trúng rồi em ạ. Ờ ai à, trong cái góc này nó bắn không trúng được anh em ạ. Thôi anh em biết cách nào để mình có thể không? Tăng tốc đánh nó lên, tăng tốc đánh nó lên là một kia hẹo ngay nhờ ai à ai à. Có ai thấy chưa, giơ tay lên bảo xin cái tuổi nhá. Xin em phải bấm cái này thật nhanh vào để thành một đoạn phim đấy. Đấy bấm nhanh vào thì phim đấy. Úi xài headshot nhân. Tèo. Nào sáu nào, chúng ta cùng đến với chúa tể bóng tối ấy, chúa tể bóng sờ bàng, chúa tể bán sờ bông nhá. Ok. Nào chúng ta cùng đến bộ đồ mạnh nhất, ma cà rồng. À thực ra thì phải là đắt nhất chứ không phải là mạnh nhất. Đấy, cùng chung một giống luôn nhá, nhưng mà mình xịn hơn. Ơ chết già, quên đây trở lại đây một con thôi. Lần này tốc độ đánh của nó đã tăng lên 3, 4, 50 đấy, 50 này. Chấp 10 thằng gian bot tìm bạn à, chấp 10 một chấp nhờn đam tăng lên 1000 thôi này. Chấp mấy chục thằng medic tìm bạn nhá. Nhìn này, chấp mấy chục con medic tìm bạn luôn. Ai à, hồi máu ghê đấy nhỉ. Lên dậm cho nổ phát rồi quay về đem mà cho nó thêm con gian này. Gọi là chấp mấy chục thằng gian tìm bạn này. Lui thôi. Chục mấy thằng gian tìm bạn luôn. Nhân. Còn đánh đấm gì được không? Xin cái tuổi. Tuổi. Ok. Chờ cho tim nó một đống gian này đấy. Lần này cho tim nó một đống gian luôn. Để cho bọn gian này đập cho thoải mái, thỏa thích. Mở máu thỏa thích đây. Đấy. Thoải mái. Ui. Phun cây đây mà, phun cây. Ui phê quá. Lại. Mình lại cho nó đánh nhá. Ui trời. Ui giời, dẫm một phát này. Ô man gan luôn anh em à. Ô man gan luôn kìa. Nào với một con cung Underdead thì sao? Ui. Chẳng những làm tiểu qua lọa lĩnh tĩnh, cần phải làm cần thương mà ghệ mĩnh. Ai à, cài chúng ta cài này. Ui giời, ăn một phát vào mặt thôi là hẹo ngay. Ai à,
mất. Đây đây. Thôi là chúng ta sẽ có một trận chiến nghiêm túc. Đấy, đúng nghiêm túc luôn nha. Giữa Undead và kẻ đứng sau nó. Chắc anh em cũng biết ai rồi chứ nhỉ. Đấy, trận chiến giữa Undead và kẻ đứng trước nó. Ma cà rồng. Để xem đội nào sẽ đội chiến thắng. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì bạn cũng sẽ có đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này, thêm nữa này. Cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 10 con gôn luôn nhá. Đấy, cho bạn con gì đây, cai đây đưa à? Không, đây nhắc kêu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sợ biết thần nữa đâu rồi, sợ biết thần đâu đây rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chắc không cần kiếm rồi nè. Đây rồi, chất nó bắn một đoạn nhá, chất nó bắn một ấy chết dở rồi. Chứ nó sợ biết thần gôn rồi nè. Thôi bỏ kiếm đi để xem liệu đây nào sẽ mạnh hơn nào. Liệu phụ á lỡ liu ăn nở đi ha, không thể nào cản bước được anh em sofa. Và bắn phải nói là cực gắt đây em à, team mình đã chứng như thế rồi. Xin thánh biệt đồ nào, mình sẽ đi xiên tự hào vì đất nước quá, tự hào vì anh em, tự hào vì sở kim anh em quá. Đấy, giao án thông minh. Anh em lấy nhau thì mình ra lấy xin xin đi chúng nó nha bạn. Úi giời, hay hảo hán. Ây da, dành con này. Đây, anh sẽ cho chú zombie đấu với zombie. Nạp cả 20.000 bắt môn độ giáp. Nhân, nhân. Sức mạnh tăng lên gấp 1.000 lần. Nhân, nhân, nhân. Nạp cạc này. Ây da, con chó này. Thì ra mà chọn cái chết à. Đây rồi, đây rồi. Tành leader đâu, xông lên. Một mình anh, chết. Hết, 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 hết. Nhân. Làm sao mà đánh được mình, đúng không? Hay non nhá. Hay non thôi, chiến tiến tới cùng đây nè bạn. Nào, mình muốn tạo ra một binh đoàn zombie ở team địch. Chắc các bạn cũng biết cách làm rồi chứ nhỉ. Bây giờ mình sẽ cho team nó siêu siêu đông. Đây, một đống giáo vàng chẳng hạn. Mình sẽ được bất tử. Đấy, team mình sẽ được bất tử này. Cho nó một đống giáo vàng chẳng hạn. À không không, thực ra thì team nó phải như thế này này. Team nó phải như thế này này em ạ. Đây, team nó sẽ được cái này này. Đấy, hai cái này. Đấy là hợp lý rồi. Đấy, thì nó sẽ rất là đông và nó sẽ đẩy lên. Nhưng mà mình sẽ phải tắt cái 999 thì còn một thôi. Đấy, đi ạ. Bắt đầu thì nó bắt đầu đông dần rồi đấy. Đấy, còn zombie khỏe thế. Zombie nó khỏe quá em ạ. Ok, cho team bạn thêm gian đấy này. Cho team bạn thêm giáo vàng này. Đấy, được chưa? Đấy, úi giời, đông chưa? Đông chưa? Đông quá đi chứ còn gì nữa. Rồi, rồi. Không thể nào mà cản bước được anh em sofa nhá. Nhơn, nhơn. Mưa đa. Đấy rồi, cơ hội lao vào giữa đám đông. Nhơn. Cày zombie mà. Đây gọi là chết ở cày zombie. Nhơn. Rồi, đúng zombie đấy mọi người. Đúng zombie luôn. Cày zombie nào. Chế độ cày zombie nào. Giờ team mình đã có rất đông zombie rồi. Bọn nó không thể cắn vào được team mình đâu. Nào, nhanh lên. Rồi. Gian bot chỉ biết đứng trong kia thôi. Ra đi đấm nhau xem nào. Ra đi đấm nhau xem nào. Nào, gian bot chuẩn bị ra lò đi em ơi. Này, ra lò. Ui giời, vì chúng nó vừa ra phát vì chúng nó đẩy lại rồi thì nói là bị quay. Mưa đa xinh. Mưa đa. Oh no.
low motion. Wow, bây giờ chúng ta sẽ tăng 39.999 nhá. Ui, là xiên luôn. Đấy, nhưng mà thôi, chắc clip của mình này kết thúc các bạn. Nếu bạn like thì like rồi thế nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.